Tuấn Dũng xin thân ái mến chào quý vị. Và hiện nay Tuấn Dũng đang đến chùa Hưng Thành Tự, Tịnh Độ Tông cư sĩ, thị trấn Chi Tôn, tỉnh An Giang. Và nơi đây có phòng thuốc nam y học cổ truyền chuyên trị các bệnh như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, đau nhức xương khớp và gai cột sống, đặc biệt là bệnh tai biến. Thì nơi đây Tuấn Dũng được biết là điều trị cho tất cả các bệnh nhân và hút thuốc nam đều hoàn toàn miễn phí. Và tiếp theo xin mời quý vị hãy cùng theo chân của Tuấn Dũng vào chùa Hưng Thành Tự để xem các lương y nơi đây điều trị các bệnh nhân như thế nào nhé. Và xin mời quý vị hãy vào bên trong chùa Hưng Thành Tự Tri Tôn. Chào anh, đang chặt thuốc anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Đây là cái phòng thuốc nam mình đấy ha. Dạ, cái nhà chặt thuốc. Nhà chặt thuốc đây ha. Dạ. Anh đang chặt thuốc cái cây gì anh? Cái này là cái cây cái gì, cái bầm trộm. Dạ, cây này là mình điều trị bệnh gì anh biết không? Dạ, cái này nó trị bệnh nó như là cảm đường hàn rồi. Dạ. Nói chung là nó cũng lọc máu huyết này kia đó. Dạ, trong dạ. Cơ thể. Dạ. Dạ. Toàn là thuốc nam không quý vị ơi, để mà cứu chữa cho bệnh nhân là ở đây mình hút thuốc là chị những bệnh gì chú? Đủ thứ hả? Thì theo cái phương tiện bệnh bất cứ bệnh nào cũng cứu hết trơn. Dạ. Gì hả? Ừ. Bệnh nào cũng cứu chữa được chứ ha. Không nói là vậy chê, bệnh nào cũng vô. Dạ. Cứu được hết trơn. Vậy là ở đây cái ông thầy mà cứu chữa bệnh ở đây là ông nào? Hai người hút thuốc, người rồi cho chú quay phim này rồi qua đây tôi chỉ. Dạ. Đây là các loại thuốc của chùa để mà trị bệnh cho bệnh nhân hoàn toàn miễn phí hết. Đây là chào chú ba. Chú ba nhớ rừng. Con không chú ba? Đây là khổ hoa rừng. Khổ hoa rừng hả chú ba? Dạ, khổ hoa rừng này mình có cái công dụng trị bệnh gì chú ba? Thì tiểu đường. Gì hả? Tiểu đường hả chú ba? Tiểu đường với dạ. Gan. Dạ. Dạ. Chào chú. Đây phòng khám bệnh của chùa Tịnh Độ như cái gì? Đây trong ngủ đó có thầy đó. Dạ. Bấm nguyệt á. Dạ dạ, bên đây này chăm cứu bấm nguyệt. Đứng ra đây cho anh coi quay thêm đây ông thầy ơi. Dạ. Chào thầy. Các bệnh nhân đang chăm cứu nè. Dạ. Để cho bà con ở nhiều nơi ta biết đến cái huyện Tri Tôn là có một cái người thầy điều trị những cái căn bệnh cũng như là ở đây mình điều trị những cái bệnh thường thường này. Bệnh nào theo? Địa điểm là thoái hóa cột sống, thoái hóa cột sống lưng, thoái hóa cột sống cổ. Dạ. Và địa điểm dần kinh thọ. Dạ. Khớp thì nó là thấp khớp điều trị tất cả hết. Dạ. Thì cái gì mà mình cảm thấy là như tim mạch nữa, nhiều khi mình đụng cái nào là mình trị cái nấy. Dạ. Bệnh nhân mà lại đây thì những người ta thí dụ như là ta bị không nghe thì mình trị cho người ta. Dạ. Như mấy cũng nhiều người ta bị ù tai này kia lớn tuổi ù tai thì ta không nghe thì mình chị cũng ta cũng nghe. Dạ. Cho là nghe rồi nhiều khi mà bị tai biến là bị ngọng. Dạ. Ngọng hơi là nói chuyện cơ là mình không thể nào nghe được thì mình. Dạ. Chị người ta cũng nói lại được. Dạ. Với người ta phục hồi đó là tai biến anh đó. Dạ. Nó tai biến bên đó cũng. Dạ. Mới đây là đi vô cầu quẹt đi cầu chống gậy. Dạ. Giờ tôi không quay luôn bây giờ nó đi lại bình thường. Dạ, anh điều trị bao lâu rồi? Mới có ba, bữa nay là 4 ngày. 4 ngày hả? Qua không chú, ông đứng về đâu anh sai tôi cho anh coi đi. Anh đứng vậy anh đi cho em coi đi anh. Đó là đi đâu mới rồi, đó đi. Dạ. Mới sau 4 ngày điều trị là anh đã đi tới đi lui là cũng tạm ổn nha. Đưa tay lên cao luôn. Chào với bà con luôn ha. Dạ dạ. Quá em, quá em. Dạ dạ, rồi anh ngồi đi chút xíu nữa thầy sẽ trị bệnh cho anh tiếp tục nha. Dạ, anh đến từ đâu vậy anh? Ốc Eo Thọ Sơn.
Dạ dạ, anh tên gì anh? Trần Mạnh Thịnh. Trần Mạnh Thịnh. Dạ dạ dạ. Rồi anh Thịnh ngồi ghế đi anh Thịnh. Cảm ơn. Anh đang nói là bệnh nhân hỏi cô này biết. Cô làm biết là phải nói là mà nói ngay á, nó cũng nhờ ơn trên ta gia hộ, ta cũng phù hộ mình hay gì. Thì làm mà mình từ sáng là bước lên phòng á thì là mình về nhà thì quể quải nha, nhưng mà lên phòng vợ đây mở cửa lên phòng thì tay chân nó rất là khỏe mạnh. Yeah. Mình không biết cái gì. Yeah. Còn làm từ sáng tới chiều mình không biết rằng mình không biết đói không là gì. Mỏi mệt không đói bụng. Mà không biết mỏi mệt mà không biết đói mà không biết tay chân nó không biết gì. Nhưng mà xuống phòng thì về, xuống rồi đóng cửa về nhà là thảy lên giường cái rầm là kêu là thở không ra hơi. Yeah. Nhưng mà lại tới đây rồi á thì làm từ sáng tới chiều nó khỏe. Mày miễn ở nhà là nó quể quải không muốn lên lại đây làm. Nhưng mà lại đây là bước lên phòng mở cửa rồi thì là nó bước lên đây rồi là bắt đầu là làm một người rồi là từ đó nó khỏe phấn là nó làm được tới chiều. Dạ, dạ. Có vậy đó, nó có một cái hay như vậy chứ tôi cũng không phải tài gì. Dạ. Nhưng nó cũng có một cái phần của chương vị tổ. Dạ, dạ. Cũng số chưa tôi cũng có tài gì đâu, đi học thì cũng như mấy anh em vậy đó. Dạ. Như vậy. Dạ, nhưng dạ. Mà có một cái là mình lên đây là mình làm bằng cái tâm của mình thương bà con. Trong lúc bệnh hoài thì mình làm hết cái năng, cái tâm của mình. Dạ, dạ. Là vậy đó, vậy như những người đó đền ơn tôi cũng không cần. Như con tỷ này kia cũng đền ơn tôi cũng không cần. Người kêu lên đền ơn. Tôi làm chỉ là bằng cái tâm. Dạ. Mà biết bà con được, mà khỏe mạnh là tôi thấy tôi vui rồi. Dạ, dạ. Còn nói về tiền bạc, nói mình đã chấp nhận vô đây rồi. Thì chấp nhận làm tôi cho cô bác rồi, làm cho cộng đồng rồi thì mình lấy hết năng lực mình làm thôi. Dạ. Chứ mà không nghĩ về nói về cái quyền lợi hay là tiền bạc hay là gì, không nghĩ. Lấy hết cái năng lực của mình để làm cho cô bác cho nó mạnh được. Như cô bác rồi, tôi cái chú này được vô cái chạy vô đó, tôi được 50-50 nó khỏe quá chứ Hùng, khỏe quá thầy Hùng. Là tôi thấy, tôi cảm thấy trong mình, trong lòng tôi là có một cái mới làm qua, ta chỉ mới đi qua tới đây gì tối ngủ im chứ tôi bị một trong năm bây giờ mà 6 tháng tính ra 5 tháng mấy nay là ngủ cái gì là nó nhức dữ lắm, với là ngồi gì khó khăn lắm. Dạ. Đi đứng bất tiện. Dạ. Rồi con cũng cảm ơn chú Hùng đã chia sẻ cái cách điều trị bệnh của mình. Thì cũng thay mặt bà con chúc cho chú Hùng luôn sức khỏe dồi dào ha. Dạ. Để có sức để mà điều trị cho bà con. Thì qua đây thì kênh Tiến Dũng Nhu Cầu Nhân Ái cũng xin được phép đăng cái video này lên để cho những bà con bệnh nhân người ta biết đến chú để người ta và ta đến những bà thì nói chung ra là mẹ ông rồi đó là coi như là chú là chú bị mệt đó nghe. Bây giờ là mẹ đang mẹ chú Tư rồi đó, mẹ chú rồi đó. Thì bởi vậy là sắp tới là chú sẽ phải chú rồi đó, hy vọng là chú sẽ đón thêm nhiều bệnh nhân nữa để điều trị cho bà con có nhiều lần nhiều. Tao đi. Đây là cái phòng mình ở bên đây là để cho bệnh nhân ngủ luôn, còn cái cô kia nữa là mình có quyền chăm cứu rồi. Dạ. Dạ dạ. Là mình nhiều khi còn cái cô nữ nữa thì có về nữa thì vừa là tặng thuốc cũng tặng thuốc. Dạ những. Dạ. Yeah. Những cái thiết bị này con, những cái trang thiết bị này con thấy nó cũ kỹ quá chú ha. Nó lâu lắm, lâu lắm hả? Lâu lắm. Dạ. Dạ. Rồi uống thuốc ra cho mà mình thấy giờ không có xài cũng không có nữa. Dạ dạ. Chỉ là có chăm cứu rồi những mấy sao bác có bệnh thôi. Dạ. Chỉ đắp thuốc trên đôi cô bác thôi. Dạ. Chứ nếu mà làm nhiều quá thì phải có nhiều rồi tiếp chú mới được. Có chứ, nhiều khi muốn lên. Dạ. Còn mấy em này về nữa thì nữa là đông lắm rồi. Dạ dạ. Tại vì mình đang lúc này thì mình chịu khó đi cho mấy em nó học đi rồi. Dạ. Nó thành tài nó trở về. Khoảng bao lâu nữa mấy em mới trở về chú? Mình còn cỡ năm nay nữa chú. Dạ, cỡ năm nay. Dạ. Cái này là vừa xài nguyệt mà vừa xài những hệ thần kinh đó luôn. Đây là nút gà thôi, cái hệ thần kinh đó nè. Và cái máy là xài nguyệt. Dạ, nguyệt ha. Là cái nút này là bấm nguyệt luôn. Bây giờ mình bấm đường xương sống, mình không bấm mình gà. Dạ, dạ. Thấy không nè, gà lên cái đường xương sống nó để cho nó
nó tan cái vôi. Yeah. À, còn này mình là còn bên đây cái đường cặp xương sống, đường ống cống nó sống là cái hệ thần kinh mình quấn lên nó cho nó nóng cho đều lại cho cái hệ gân nó giãn ra. Yeah. Là nó đều lại những cái hệ thần kinh. Yeah. Thấy không? Đó là cái máy này. Cái này kéo này phải từ giá sàn nhỏ ba người hết chưa? Dạ, người ngồi chứ, người bốn giờ. À, là bốn người với ông thầy kéo nữa là. Dạ. Ba người. Chịu lại ha, chịu lại. Chịu lại. Kéo này là cho cái xương sống của nó. Dạ. Rồi bị dính voi á. Dạ. Kéo cho nó giãn ra những cái khớp xương sống, những cái đốt xương sống á. Dạ. Trong lúc kéo đó là cô nghe một cái rớp của cô hả? Dạ nghe. Gì hả? Cô nghe ở dưới giếng sống mình hả? Dạ. Dạ, dạ, dạ. Đây kéo rồi, những người chưa kéo là nó nghe ở ngoài mình cũng nghe. Dạ. Đây là mình vẽ lại những cái khớp xương sống. Dạ. Cho nó nằm theo chiều. Nó là vậy thì vẽ gì cũng kêu nữa. Dạ. Dạ. Lần đầu kêu lớn hơn. Không, nó kêu lớn. Dạ, nghe cái cục đó. Cho nó sửa lại. Nó nhảy vô lại mấy cái khớp cho nó ngay rồi. Cái khớp vô nó lỏng ra. Mình kéo nó là nó đã ra khớp, mình vẽ nó nhảy vô lại. Nó nhảy cái khớp xương vô lại. Nó là cái vô nó bẫy ra. Bẫy vô ra để cho nó chăn ra. Nó thường nó vô là gai đó. Thường nó chỉa ra. Nó bị vô nó chỉa ra thì nó nè những hệ thần kinh. Thì máu nó không được lưu thông. Nó không đều, nó không có tuôn xuống cái giò là mình bị nhức giò, bị tê, cái máu nó không luôn, nó không có tuần hoàn được. Thì mình phải làm như vậy là cho cái khớp nó thông đi, nó thông mạch máu và nó bể với cái dôi ra. Là dôi nó kêu là gai á. Những bà con mình đến đây là thường thường là trị những bệnh gì chú? Như là đa số là bà con đến đây trị bệnh là toàn bộ là thấy là nhức khớp là nhiều. Yeah. Nhức khớp với đau lưng. Yeah. Thần kinh tọa. Dạ. Yeah. Có gì để đệm nữa chứ ha? Có gì để đệm đó. Tai biến con thấy. Tai biến thì cũng có mà số ít thôi. Yeah, yeah. Đa số là cái nhức khớp đau lưng là nhiều. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Với thần kinh tọa là đó, để đệm. Yeah. Những bà con đó là ở đây toàn bộ là như là ở địa phương cũng có mà ở xa cũng có. Dạ. Yeah. Cái Bình Dương rồi Sài Gòn, Đồng Nai. Yeah. Bên Kiên Giang, Hòn Đất rồi đó. Yeah. Như mấy chị này bên Hòn Đất nè. Dạ. Yeah. Như là đủ chỗ hết, nhiều khi bà con người ta thấy hốt được, uống được hết bệnh đó rồi cái người này nói với người kia rồi người ta biết gì đó người ta mới lại. Dạ, dạ. Cháu nghe nói là phòng trị bệnh mình ở đây là điều trị tất cả là miễn phí hết đúng không chú? Như là miễn phí toàn bộ hết. Dạ. Như là từ A đến Z là hoàn toàn miễn phí hết. Dạ, dạ. Dạ, dạ, chào chú. Ngày kiểm soát, tôi đi sửa ngày kiểm soát. Dạ. Kia cố vấn, còn cô ấy bệnh thuốc bổ, cô đưa thuốc bệnh. Dạ, cho cháu hỏi chú thứ mấy tên gì chú? Tôi thứ bảy, bảy tên Cui, bảy Cui. Dạ, bảy Cui. Họ tên là Mã Văn Cui, trưởng ban trị sự nhiệm kỳ năm nay nè. Dạ, là tại chùa. Tại chùa Hưng Đình Tự. Hưng Đình Tự của thị trấn Chi Tôn. Mong nói tình độ cư sĩ của cầu Việt Nam, chuyên môn hút thuốc phước thiện. Dạ, dạ. Dạ, cái món pháp môn tu đó, pháp môn niệm Phật, về sông tu, về sông tu. Dạ, vừa tu huyền, vừa làm thuốc phước thiện mà có y sĩ, y sinh để học trường lớp đàng hoàng. Dạ, có học trường lớp đàng hoàng chứ. Có trường lớp đàng hoàng chứ không phải đa ngang mà vô lậu rồi y tế. Dạ, rồi tới chứng nhận á. Dạ, con thấy bệnh nhân cũng đang điều trị ở trong cũng rất là đông. Dạ, dạ, nhưng mà dạ. Con thấy có một mình chú Hùng làm, con thấy không kịp. Hùng thì bên cho bóp bóng nguyện. Ủa, với giáo cô Võ Thị Trung Loan nữa. Dạ. Chú Trường nữa, ba người đó học cái môn cho bóp bóng nguyện. Dạ. Còn bên đây thì ông Khuôn đó là Lưu Phương Vũ với Lan đó đang học y sĩ Nam Dược. Dạ. Còn ông trưởng phòng y sĩ đó, ông biết vô chưa, ông Lan vô chưa? Rồi. Ông 7-8 ngoài.
Dạ không có được chứng nhận người bằng đồng y bộ y tế á. Dạ dạ. Sở y tế. Bộ cấp bằng á. Dạ. Nó gây đi mình làm phước thiện đâu có tiền bạc gì mà con sẽ tự động để gửi vô thùng. Dạ. Rồi nửa tháng mình khui ra cái mình bồi dưỡng y sĩ 300, y sinh 200, không quá 100. Dạ. Đó rồi gạo thì gầm ớn mùng 1 rồi đó thì bà con sẽ gửi lại cúng người 50kg, 30kg rồi cái thì nấu ra cho cơm cho anh em đã. Có dư thì cho dân nghèo. Ờ, rồi lâu lâu có cảm thấy chừa đủ ăn cho y sĩ y sinh nó bắt đầu xuất kho cho dân nghèo. Cho dân nghèo. Ờ, cho dân nghèo dùng đồng đây. Dạ. 10kg, 10kg vậy đó, có dạ. Thiếu. Cũng mình ra công vậy thôi, dạ. Anh em ta gửi cúng vô theo giá của. Dạ. Tôi biết là đang nhu cầu chùa này cũng có nhiều khoản nhu cầu để mà sinh hoạt đến đây hàng năm rồi nó mới chùa hội. Dạ. Là mùng 10 tháng 4 á là đây cúng rất đông nhưng mà nhu cầu vấn đề vệ sinh á. Dạ, con thấy cầu không có. Cái cầu sơ nó xuống cấp quá rồi. Ở phía sau sơ xuống cấp quá. Dạ, cũ kỹ quá. Dạ đúng rồi, nó không có nhu cầu. Cái phòng mà để điều trị bệnh nhân nó máy móc thì con thấy cũng cũ kỹ cũng rất là nhiều. Thì đó còn nghèo chưa có dư giả để mà sắm thêm. Dạ. Nhờ anh em bà con đó đúng góp không ạ? Năm mình thu được 20 mấy triệu mà chi qua bên cái phòng thuốc lấy thuốc nào phát cho bồi dưỡng cho công quả chặt thuốc đáng được 200. Dạ. Cho vệ sĩ đáng bồi dưỡng được 500-600 là tiền giặt đồ sao bấm chạy đâu có nguồn thu. Đó là bồi dưỡng thôi. Đó là bồi dưỡng thôi, tại vì những người làm chuyện này thì có thấy đa số là những người có tâm rồi. Đa số tâm đạo là làm phước thì nhiều. Thôi, chứ còn cái vật chất thì người ta cũng có chẳng có bàn cái sự đâu. Tôi là việc không lương. Không lương. Dạ, dạ. Đến là phục vụ giáo hội. Nhưng mà cũng con cũng hy vọng là có những mạnh thường quân nào đó người ta hỗ trợ cho chùa để xây những cái toilet hoặc là những cái phòng mà của bệnh nhân nằm bên đó đó. Cái hướng là tính xây dựng thêm cái mới đó. Dạ. Chưa rồi để bảng lên rồi đó mà không có đóng góp một phần mới hết rồi. Dạ dạ. Dạ. Để con về vận động. Ừ có điều kiện thì để xếp cho chùa một ít kinh phí nào đó để cho chùa sửa chữa. Nhiều gì cũng quý hết trơn. Dạ. Bởi vì nhờ bà con mạnh thường quân. Dạ. Bây giờ chú làm sao chú quạt được cái nhà tiêu á. Dạ. Như bây giờ khách khứa nào lại đông đi hút thuốc thì dạ, tôi không đủ khả năng vậy đó thì chú giờ chú quạt làm sao giúp được cái cầu tiêu hai cái cầu tiểu với cầu tiêu. Dạ. Đó là cũng có cái sự mà gieo cái duyên như Phật đấy. Dạ. Ở đây thì chùa thì nó không có làm phước này nó cái đó là khoảng bao nhiêu tiền đấy chú ạ, nếu mà làm đó chú ra chú coi chú nhìn rồi cái ít nhiều những cái lòng của chú đâu cho nên chú coi vậy cái pháp quy về có mạnh thường quân á tiếp với nhau để làm chứ đâu có ra giá được phải không chú phải nhìn rồi biết rồi. Dạ dạ, để chiếu nó con ra đó con quay cái toilet thì sao đó ra vậy đi. Thì sẵn này tôi cũng dẫn chú đi ra đó coi đi coi. Dạ dạ. Con nữa đi ha. Dạ. Tôi là ba mạnh thành ba mạnh kiểm soát. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ dạ đây. Dạ. Từ khi còn tấm là nam nè, bữa này còn tấm nè. Dạ, nghe tấm. Hai phần tấm đỡ thôi bây giờ. Dạ, quá quay quá xuống. Dạ, tính cất góc này nào ngoài này. Dạ, cứ như vậy. Dạ. Nếu mà mình cắt thì mình cắt mới là mình cắt cái bên kia mới bên kia bên góc này mà một 10 bảy phần 4 phần cái bên 7 phần để mình nam nữ để mình cho cái phòng toilet nó nam nữ riêng biệt ra. À, đất của sao này còn dài nè. Dạ. Đất có dài luôn rồi đất rộng lắm nhưng mà kinh phí xây thì chưa có chưa có được mấy triệu bạc đó là chuyện đó là chú giờ cái toilet giao sao này đó giờ nguyên một dãy đây cho nó gọn gàng. Dạ, nguyên một dãy vậy đó chị em. Đó sau này là cũng trồng những cái thảo dược thuốc nam này kia để thuốc nam, cho thuốc nam mà cho bà con chứ. Cho bà con chứ. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Dạ dạ. Con nghèo thì đây là những cái phần cơm chay mà để đãi cho bà con trị bệnh rồi với trong chùa đó anh. Thì xin ăn cúng. Bên đây có cúng chùa. Dạ. Các mâm nhà cũng quyền tâm họ rồi trong các bàn thờ. Dạ. Dạ. Hôm nay ngày cúng 11 nè. Dạ. Chú chồng. Rồi Út Sa cũng đãi anh em ăn. Dạ. 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 Đến ngồi bếp đó. Dạ. Này có biết chữ ha, biết chữ ha, chứ là biết chữ ha. À, chụm khúc thôi đừng có chụm dưới sống luôn. Dạ dạ biết chữ. Phan 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 để gài nút đàng hoàng cho giúp cái người bây giờ nói cho bên Trung Quốc không. Đây biết khó nè, coi biết khó coi nè. Quay qua tên chút coi. Biết khó này.
Biết trưởng đây. Đại diện này là đại diện Mạnh Thường Quân đó. À, còn bao nữa khiên vô tặng tặng cho chùa đi em, để cho chùa nấu cơm cho mấy người hút thuốc nam là kia uống với bệnh nhân của đây đang đi xin công quả. Rồi cũng xin đại diện cho chị Thiện Nguyễn tặng cho chùa mình 2 bao gạo là 40 kg nha chú em. Để cho các anh em ở đây đi hút thuốc kia uống có gạo đều để ăn. Dạ. Dạ. Cầu an cho gia đình chị Mỹ. Dạ. Cũng 8 tháng công đức của chị Thị Nguyễn đã cúng cho chùa 2 bao gạo để cho chùa có gạo để cho các anh em đi hút thuốc nam rồi để điều trị cho bệnh nhân đây ăn. Dạ. 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 Cảm ơn chú nha. Dạ.